Và yêu cầu của bài số 1, em hãy tự giới thiệu bản thân. Các con có nhớ là bạn Nam đã giới thiệu những nét gì về bản thân mình không? À, cô sẽ đưa ra cho các con trình tự, thứ tự và các điểm mà chúng ta cần giới thiệu về bản thân mình nhé. Đầu tiên, các con hãy giới thiệu họ và tên giống như bạn Nam. Tiếp theo, chúng ta hãy giới thiệu về ngày sinh, hoặc có thể chúng ta chỉ cần giới thiệu ngắn gọn về năm sinh, hoặc cũng có thể các con chỉ giới thiệu là mình bao nhiêu tuổi thôi. Như vậy cũng đã đầy đủ rồi. Và tiếp theo là quê quán của mình. Điều này cô tin là có một số bạn không để ý đâu. Trong giấy khai sinh của các con và quê quán của bố chúng mình ở đâu thì quê quán của các con cũng sẽ được ghi đúng ở đó đó. Vậy thì bạn nào mà chưa rõ, chúng mình cùng tìm hiểu lại nhé. Tiếp theo, các con sẽ giới thiệu về lớp và trường của mình. Sở thích, cụ thể đó là màu yêu thích, môn học yêu thích và việc mình thích làm. Cũng có thể là môn thể thao mình yêu thích hoặc những sở thích khác. Đó là trình tự, phần giới thiệu về bản thân mình. Và giới thiệu đầy đủ, chi tiết như vậy để cho người nghe muốn hiểu về các con thì người ta dựa vào bản giới thiệu này của các con, người ta sẽ hiểu về chúng mình rất là nhiều đấy. Với bài tập số 1 này, cô sẽ dành cho các con 5 phút để chúng mình hoàn thành bài tập này. Bây giờ cô Thủy xin mời các con hãy nhấn nút tạm dừng và chúng ta bắt đầu thực hiện bài tập này nhé. Thời gian 5 phút đã hết rồi. Các con có hoàn thành được yêu cầu của bài tập 1 không?